ở nhà nha. Má! Trời hết rồi, hết chiếc. Mẹ đi đâu? Đi siêu thị. Nhà hết đồ ăn rồi, bây giờ mẹ ra siêu thị mẹ mua đồ về ăn nè. Con đi. Mẹ để con đi. Ôi làm gì thế ghê vậy, biết cái gì mà mua. Con muốn ra đường, cái gì con cũng mua được á. Mẹ muốn mua cái gì? Rồi rồi, rồi. Để con đi. Đây. Để con đi. Con mua giùm mẹ mấy cái này nha. Mẹ ghi hết rồi. Đây nè, mẹ soạn cả một đêm luôn mới có được một cái danh sách này đó nha con. Nói gì dữ vậy? Thịt, cá, trứng, sữa, mắm, muối, keo, đường, bột ngọt, tất cả mẹ ghi chi tiết hết. Hết rồi. Con mua được. Để con mua. Nè, nhớ giữ khoảng cách nha con. Nó cười quá à. Ngồi cũng cho, nằm cũng cho, nó giờ muốn làm sao? Thì đi kiếm cái gì đó làm đi. Dịch biết gì đâu làm. Thì ở nhà phải tự kiếm cái gì đó làm. Trời, bà lúc nào cũng càm ràm. Đây này, đây này, bà đặt giá cái gì? Ở nhà vẫn vui. Ừ. Tôi thấy không có một chút gì vui á. Vui mà, thấy vui. Đi đâu ạ? Đi pha cà phê uống. Trời ơi, thôi làm ơn đừng uống cà phê nữa nha. Dịch ở nhà rồi đã không đi làm rồi thì tiết kiệm chút xíu đi. Uống cà phê hoài tốn kém quá. Bà có biết là một cái viên cà phê tôi pha 5 nước. Pha 5 nước? Ừ. Bà có biết là đến cái nước thứ 3, thứ 4, thứ 5 á, tôi chỉ còn nghe được cái mùi cà phê thôi chứ cái nước nó trong veo. Ủa sao không uống nước lọc cho nó khỏe, cho nó thanh lọc cơ thể, uống cà phê cho tốn kém rồi giờ than không có mùi, không có vị. Thiệt luôn. Từ khi mà dịch đó tôi thấy nha là bắt kiếm chuyện với tôi chỉ mong là cái mùa dịch nó qua mau để tôi có thể đi làm, tôi không phải nhìn thấy cái bản mặt của bà nữa. Bà nè, ai mời bà nói đi. Mời gì? Ai mời bà? Bây giờ người ta đang chống dịch mà tại sao dám tổ chức đám cưới mà mời bà đi ra ăn đám cưới? Anh nói gì vậy? Tôi đi đám cưới nào? Bà không đi đám cưới vậy bà qua mặt để làm cái gì? Tôi đi siêu thị. Bà đi siêu thị? Ờ. Siêu thị mà tự nhiên vẽ mặt mũi như vậy? Cho nó tươi tắn cuộc đời. Ở nhà buồn quá, không có được đi làm. Thì bây giờ có dịp bước ra đường thì mình phải trang điểm lên cho mình tươi tắn lên. Bà đi siêu thị sao bà diễn tả tôi coi coi. Tất nhiên đi siêu thị là phải giữ khoảng cách. Giữ đúng 5K nha. Đây. Rồi sao nữa? Đeo khẩu trang vô đàng hoàng. À, đó. Rồi sao nữa? Đeo mắt kiến, đội nón, bằng áo khoác, đeo bao tay. Vậy quả mặt làm gì? Cho nó tươi trong lòng. Ông khó quá, ông sao á. Bà mới làm sao á. Thôi tôi không nói chuyện với bà nữa, tôi đi vô nằm ngủ. Sao ông ngủ đây đi, bà đi vô trong phòng ngủ. Tôi không muốn thấy mặt của bà nữa. Ờ, phải rồi. Chán nản lắm rồi. Vợ chồng nhau, ở nhà với nhau có một thời gian ngắn thôi, giờ chán nản. Ok. Ông làm gì mà nhìn tôi vậy? Làm gì vậy? Tôi nhìn bà cũng cho. Rồi cho tôi không nhìn bà nói là tôi chán bà. Bà biết bà sao á? Sao gì? Sao không đi thay đồ đi? Thay đồ chi? Bộ đồ này mặc 2 ngày rồi phải thay ra. Trời ơi, dịch không có một việc gì để làm, không ra một chút xíu mồ hôi thay đồ làm cái gì? Ông sao á? Bà mới sao á? Lương Thục đã về. Đi ra phụ nhỏ tắt đồ vô. Một danh sách dài. Mua được 3 trái bắp. Con quên em tiền. Con người chỉ có 20.000 thôi. Mua được 3 trái bắp là mừng lắm rồi. Sao không điện thoại cho mẹ đưa tiền ra? Trời ơi, đâu có đem cái gì đâu. Cả con vua mất bỏ đi luôn. Lấy xuống cái khẩu trang rồi. Trời ơi, thì bây giờ con phải thông minh một chút xíu đi. Con nói với mấy cái cô bán hàng, nói cô ơi, cô nhớ con không? Con là con của mẹ con nè. Cô bán thiếu đi, mẹ con gửi tiền sao? Ôi, siêu thị mà mẹ làm như chợ truyền thống vậy đó. Làm sao mà biết ai quen bạn vợ ta đeo khẩu trang hết rồi. Không biết ai là ai đâu. Cầm tiền đi Lan, mua hàng lại cho mẹ. Không đi đâu. Mẹ đi đi. Gia đình ơi, gia đình ta ơi. Đừng vì một miếng ăn mà gia đình chúng ta mất hòa khí. Mỗi người phải nhớ, hãy nhớ lấy câu này, là chúng ta phải tập thích nghi trong mọi hoàn cảnh tại thời điểm dịch này, biết chưa?
Với ba trái bắp này tôi có thể làm được liền ba món. Món gì? Đầu tiên đó là bắp xào bơ tỏi. Món thứ hai bắp kho tiêu. Món thứ ba tầng đó là canh súp bắp. Quý vị khán giả, trong tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Vậy thì chúng ta dành thời gian rảnh rỗi này để làm gì? Khi ở nhà, chúng ta nên giữ gìn sức khỏe của bản thân mình và của cả gia đình nữa. Và hãy dành thời gian này để thắt chặt hơn tình cảm của những người thân trong gia đình, cùng nhau vượt qua đại dịch này. Và để làm sao chúng ta cảm thấy rằng ở nhà vẫn vui.